Đấy. Tôi em cũng chở. Khổ quá. Tôi có đi đâu đâu mà. Ôi trời, ôi trời, buông ra. Thầy cô. Ôi, xe con là sản xuất BMW, còn đèn ấy là Camry 300 năm. Cái gì? Xe ôm mà cũng thay được đèn ô tô. Đấy, nó sẽ nhiều. Thôi mệt rồi, thôi bố đi xe con. Xe con ơi, bây giờ nhủ luôn đi, chỉ có buồn ngủ nhá. Thôi, trật tự, bố ạ. Tôi nói phét không đúng. Thằng này cái xe đi sóc như sóc ốc mà lại bảo là ru ngủ. Không ơi. Qua năm hơn rồi con ngu thế. Thôi bố đi ra. Thôi bố đi ra. Thôi bố đi ra. Các anh định xé tôi ra làm ruốc đó phòng hả? Tôi nói cho mặt các anh biết nhá. Anh bán đi à. Tôi không có nhu cầu đi xe ôm nhá. Tránh ra, các anh tránh ra để tôi. Ôi chửa. Tôi vừa xuống dưới xe là các anh bu lấy tôi như kiến bu lấy mật vậy. Mà bằng này anh to khỏe nhảy vào họng tôi ngồi có để tôi nói câu nào đâu. Thôi được rồi. Chúc các anh một ngày tốt đẹp, tóm được nhiều khách. Xin chào. Anh ấy ngon nhiều ấy. Hả? Ông miến đi. Úi giời, xe nó lại mệt thế này. Đi bộ mà lại mệt hơn cả đi ô tô. À đây rồi, kết thúc, kết thúc. À, xích lô. À, này, xích lô. Xích lô chứ có phải ô tô đâu. Sát đây, sát đây. Thằng nào, đây, thằng đây, nào. Đây, đây, đây. Ê, xích lô, mau mau tới ngay. Tôi đây chờ đón xích lô từ sáng tới tận bây giờ. Không có em sẽ tới ngay. Bác cứ ở đấy em sang đón bác ngay bây giờ. Bố về đâu em chở? À, đi về phố cổ tính toán thế nào? Bình thường bao nhiêu tiền? Tiền không thành vấn đề, vấn đề là trả bao nhiêu? Nói luôn để tôi còn biết. Thế được rồi. Bình thường là mấy trăm nghìn đấy. Cái gì? Mấy trăm nghìn. Nhưng mà thôi, hôm nay nhân tiện nhà em có việc trọng đại. Việc trọng đại. Nói luôn, nói thế luôn. Thế cho nên là em hữu nghị lấy bố 70. 70 được chưa? 70 phố cổ. 70 nghìn. 70. Thay cao quá. Anh quần tụt xuống cơ bơi là tôi đi luôn. Trong có ấy đâu. Tức là anh hạ giá, bớt giá. Thôi, hữu nghị câu cuối cùng chốt hạ này. 35 đi không? 35. 35 nghìn. 35 đi không? Chơi, nhưng mà cao quá. Chào anh, hẹn gặp anh khi khác nhá. Xin chào. Dừng chân, dừng bước, đừng đi thương khách. Bố có biết xót thương cho những người làm thuê chân chính dài gió dầm sương khách hàng là thượng đế lấy có 35 mà bố đã xuân vò. Tội nghiệp em mà bố gần 30 Tết kiếm ăn làm nồi bánh trưng công sức mồ hôi em đổ ra bố thương tình giúp kẻ cơ hàn có đáng gì đâu đài ra đã ăn chờ. Tiền là giấy thôi mà. Này, anh nghe làm tí xúc động. Nhưng mà tôi cứ nói thẳng, đi về đấy anh lấy tôi bao nhiêu tiền, nói luôn để tôi còn biết. Lúc nãy lấy bố 35 bây giờ 30, 30 thoải mái chưa? Vui vẻ chưa? Vấn đề gì không? Này, tôi có cảm giác hình như là anh thích số 3 thì phải. Ôi giời, sao bố biết? Tôi nghe là tôi biết. Ngày nào em lô để cờ bạc tẩn con 33, kể cả không về em vẫn 33. Cứ đánh 33. 33. Này, thế này nhá. Thế thì tôi vẫn giữ lại cho anh con số 3 nhá. Tôi trả cho anh 13 nghìn. Ôi giời. Dở người à? Rồi, sao? Đi xe thô. Xăng dầu điện nước nó lên thế, về phố cổ mà trả 13 nghìn. Giang hồ nó cười em chết. Này này,
tôi nói cho anh biết nhá, anh là giống hệt mấy bà bán rau bán cá ngoài kia nhá. Sao? Bán đắt cho người ta thì lại bảo là xăng lên, điện lên, dầu lên. Tôi hỏi thật anh nhá, tưới rau bằng xăng à? Nhưng mà nuôi cá bằng điện hay sao mà lại cứ kêu lên như thế? Em tôi nói cho anh biết anh đạp cái xích lô kìa. Sao? Anh đạp cái xích lô kìa, có tốn tí nhiên liệu nào đâu. Cùng lắm là anh mỏi. Đau. Bố chả biết cái gì cả đây. Bố em bố cái gì? Bố nhìn thấy gì không? Đang nhìn đây. Ego đẳng cấp pro dành cho người sang trọng lịch sử. Nó là thế nào? À, tức là con xe này của anh chỉ dành cho người sang trọng lịch sử thôi. Vì vậy anh cứ ở đây mà đợi người sang trọng lịch sử. Còn tôi là không sang trọng, tôi đi xe khác. Không lịch sử sang trọng chứ. Anh đúng là nhạc nào cũng nhảy. Nhưng mà lịch sử hay không lịch sử tôi không cần biết. Đúng. Nếu đồng ý thì 13 xịp. Ôi trời. Anh chở tôi đi. Tôi lên xe. Không thì tôi xe. Bố đúng là rắn như thép pha gang chứ không phải là sắt nữa. Thôi được rồi. Mời bố lên xe. Biết ngay mà lại phải giả đôi ba câu thì người ta mới đồng ý. Không là cái gì cẩn thận lên tôi tương tụ quần bây giờ. Chỗ đấy là của tôi, này, tôi là người bỏ tiền ra thuê anh lái đúng không? Hả? Tôi bỏ tiền tôi phải được ngồi đây chứ tôi lại ngồi đây à? Hả? Em trả bố 20.000 luôn, bố chở em về phố cổ. Này, thằng áo hoa mặt chuột kẹp kia, mày có tin ngay bây giờ tao phi cái lõ điếu vào mặt mày không hả? Thằng mất dạy à? Mày có biết thương người lao động là thế nào không? Hả? Mày có biết từ đây về đấy bao nhiêu cây số không mà mày trả cái mày trả gấp đôi lên liệu tao có biết thương người mày không? Trả gấp đôi nhá. Thế mà công sức mưa nắng lao động vất vả. Lộn lời chết quá. Bố vui tính nói nhiều nhíu nọi tuổi già đấy mà. Thôi vui đùa thì tôi nói với anh thế thôi. Bây giờ mình thống nhất với nhau một câu. Thôi. Anh chở tôi về phố cổ chỗ nhà thằng con trai thôi nhá. Đi đường đoan trang mẫu mực không xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giả anh 22.000 mà chở đẹp, tình cảm, lãng mạn tôi bo thêm 500 nữa là 22.500 như thế chơi có xung quanh không? Chơi luôn. Được, em mới muốn lên xe ngay chứ này mất tiền là phải hưởng thụ. Xe máy xe bốc đầu xin cô bốc đi. Cẩn thận sao ngồi kiểu gì đấy như kiểu tiên nữ đấy. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Đẹp quá. Này áo hoa mặt chuột kẹp. Anh xế ơi. Lúc nãy tôi đã đồng ý trả anh núi tiền rồi mà suốt nãy giờ cứ thấy anh tiến lại lùi, chưa đi được mét nào, là thế nào hả anh xế? Từ lúc nãy là khởi đâu? À. Lấy đà. À. Bây giờ mới bắt đầu đi. Nào ta đạp, nào ta phi, trên đường phố thị vòng xe bon nhanh. Anh cứ chậm đừng nên đi nhanh, anh vượt tốc độ mà xe không phanh. Anh ơi tôi khiếp quá, hỡi à tôi sợ quá rồi, hỡi à mà tôi sợ quá rồi, hỡi à. Đừng có sợ, đừng có run, xe này an toàn không cần chơi phanh. Xe bốc đầu, xe đánh võng là cảm giác mạnh của bọn dân chơi. Thôi anh tha cho tôi. Anh xuống cầm lái của tôi già rồi chứ không phải là thanh niên đâu nhá. Mà tôi bị bệnh tim, anh đi như thế là tôi đứt luôn tại đây chứ không có sống được nữa đâu nhá. Đi cẩn thận ô tô cái. Không có là tôi xuống đấy, đừng có đùa. Thích tiềm đạn. Có điểm đạn. Ôi giời ơi. Ôi trời, tôi xuống ngay thì đi. Bố nhá, em này tay lái lụa Hà Nội này. Bố cứ ngồi im này, đi này, dốc này. Này cần tôi xuống không? Xuống ngồi đấy. Không à. Ôi giời, rất là tụt lại này. Thế này. Sao này mình yếu thế này. Ôi trời, cứ trôi lại. Cứ ngồi im. Khổ lắm. Đi thẳng vào phố chúng ta. Cố phổ, phố cổ đây. Bố thấy chợ Hoa Xuân Hà Nội có đẹp không? Quá tuyệt vời, phố đẹp lắm. Phố cổ đây, phố cổ đây. Đi vào đây mà ngắm người không nó đã thích rồi. Cho nên là tôi có cả bài hát về phố cổ Hà Nội. Bố biết hát cơ à? Hát về Hà Nội, phố cổ ấy, Hà Nội đấy, nghe đây này. Hát sầm mà nói nhá. Bẩn đây máu phết. Rào quanh khắp đất Hà Thành 36 phố, dành chẳng sai phố hàng bạc cho tới hàng quà. Hàng tây hàng cót mà
má mây hàng đào, phố nào cũng là giống là phố nào. Phố nào à cũng giống phố nào, đi vào chẳng biết lối nào mà ra thế này à, thì à chết đã bỏ cha. Anh thấy tôi hát được không? Ra thế này mà vẫn hát ngọt ngào được như thế sao? Nghe thì Mỹ Tâm này, nhiều người còn bảo tôi hát giống cả Đàm Vĩnh Hưng ấy. Đấy, đấy. Cái bộ môn dân ca nhạc cổ cánh này em mê. Rất mê, ra mê đúng không? Liên tục lắng nghe đấy à. 24/24. Đi vào đây thì cũng là ngột ngạt. Đấy, sống ở đây chỉ đoàn thọ. Đấy. Nhà cửa thì bằng cái mắt mũi mà toàn người là người. Thế mới là này, cổ. Này. Suốt nãy giờ tôi thấy anh chạy cứ lòng vòng. Toàn đến chỗ cũ lại thế nào hả? Thì phố phong cổ rồi, vòng vèo như thế. Không được, không được. Sao? Bây giờ sắp muộn rồi, anh phải chở tôi đến cái đoạn trên đây kìa. Làm gì? Để tôi vào nhà thằng con trai. Xuống hả? Tôi xuống nhà thằng con trai. Rồi, để, xuống, để tôi xuống kiểm luôn. Tra cái hành lý, có lại quên là chết dở luôn. Nên chứ này, tìm ở đâu? Tìm này, xì tốt, dừng họ. Dừng lại. Ơi này, ơi này, này, đi đâu đấy? Tôi bảo dừng lại cơ mà. Dừng lại để tôi xuống. Cái này xuống cách nào đây, bay qua hay là vượt rào? Đầu xuống trước theo kiểu hip hop. Thế này à, ôi trời, cứ như là bế em bé. Cái này cẩn thận nhá, rơi xuống là nát bét cả cuộc đời đấy nhá. Ui trời ơi, ui trời, sẽ là cứ trượt thế này, mệt hơn cả đi bộ. Thôi được rồi, cái lúc nãy là chúng ta hợp đồng với nhau là bao nhiêu tiền? Thống nhất với nhau, bố vui tính nhé, quên à? Là bao nhiêu? 22.000. Thôi được rồi. Bố bảo là đi đứng đắn lịch sự bố bo thêm 500. 22.500 đấy. Nhưng mà ngày hôm nay là anh chở tôi đi dạo phố. Nó phấn khởi cái phần người đấy. Cho nên là tiền nong với tôi là không quan trọng. Biết. Tôi bo tiếp 500 nữa là tổng vệ sinh 23.000. Bố vui tính. Đấy, để móc tiền đấy. Để mà chơi hiểm đấy, không có toàn tiền mới tinh nhá, đấy. Ai song song như bố thì quý hóa quá. Này, này, toàn tiền 2.000 mới tinh rút từ ngân hàng ra. Cái này mà đi mừng tuổi thì cứ gọi là đây này, cho 500 nữa này. Thêm một đồng 200 nữa là 700 ấy. Bố cho nhiều đấy. Thế xin bố tốt bụng thế này em khuyến mại bố về tận nhà. Thôi, bây giờ tôi có về nhà mà thăm thằng cả ấy thì nó cũng quá muộn rồi, quá bữa rồi. Mà giờ về chưa chắc nó có nhà, tôi cứ xách túi đi dạo phố, ngắm mấy người đẹp đi là thế là mát nhãn quan. Cảm ơn anh. Bố đi cẩn thận lạc đấy nhá, lạc đấy. Này, từ giờ tới chiều tôi chúc cho anh kiếm được hai nồi bánh chưng. Tạm biệt. Này, sang năm tôi lên tôi phải gặp anh nữa đấy nhá. Chào nhá, xin chào. Em đi kiếm ăn đây. Cơm niêu, nước lọc, thường đế vào mà không thấy ai ra đón gì cả. Úi giời ơi, người Việt có qua hả toàn. Úi giời. Đảo như thành thùng, quần áo thì đẹp, thế mà không che nổi cái chân. Đi đứng chứ đừng quan trang cho làm. Hả? Dạ dạ, mời em vào trong này ạ. Tôi nói cho nhà chị biết nhá, tôi có trẻ thì cũng bằng tuổi cha tuổi chú chị ở quê. Chị xưng anh với ai? Hả? Chị gọi tôi là anh á? Chị gọi ai là anh? Chị về gọi ngay ông nhà chị là anh ấy. Không, bố không, láo không. Này. Em... Bố láo, bố léo thế. Dạ dạ, cháu cũng tưởng bác cũng thích được gọi là anh giống như mấy ông giám đốc mà cháu quen ạ. Chị cũng không có quyền ví tôi giống với mấy ông giám đốc nhá. Họ là những người đầu hai thứ tóc rồi nhá. Dạ. Vậy mà đi ruộng phá quy luật tự nhiên đi. Vâng ạ. Cưa sừng làm ngé như tôi đây này, đầu hai thứ tóc cứ để hai lai như thế, có ai kêu đâu. Dạ cháu xin lỗi bác ạ. Em về bác vào trong này ạ. Đấy, bác là cháu em bỏ ra, tôi không cần. Lần sau mà gặp người lớn là phải ăn nói cho nó đoan trang chứ. Vâng ạ. Đi ăn uống gì mà lại đưa vào cái chỗ tối như hú nút thế này hả? Đi vào đâu đấy? Chỗ gì mà lại tối thế này? Chỗ này là Covid đấy ạ. Úi giời ơi. Em ơi, bác khăn ra cho khách. Anh. Úi giời ơi, bo mà lại còn cười. Ôi. Ôi em rửa mặt cho. Rồi, thế nói. Úi giời. Thôi, chị cứ để tôi tự nhiên đi chị ơi. Chị đi làm việc của chị đi, chị đi. Úi giời. Úi. Mệt hết cả người. Dạ, bác dùng gì ạ? Khổ quá. Chị làm em hốt cả hền. Lần sau chị có vào cũng để cho em giết hết điếu thuốc đó nhá.
Dạ cháu xin lỗi ạ. Mà đã ăn gì đâu mà lại mang giấy tờ ra thanh toán thế này? Dạ không ạ, đây là menu ghi các món ăn ạ. Bác thích ăn gì thì bác cứ nhìn vào đây ạ. Bác thích món nào thì cứ chọn ở trong ấy ạ. Đến là phức tạp. Vậy thì tôi chọn luôn. Người khôn ăn miếng thịt gà, dù rằng nó ít nhưng mà nó ngon. Người dại ăn miếng thịt trâu, dù nhiều dù rẻ nhưng nhai đau quay hàm. Chị cho tôi một cái đầu gà và một cái phao câu. Dạ, ở đây chỉ bán gà cả con thôi ạ. Thế có cá tôm gì không? Dạ, cá thì vừa hết, chỉ còn tôm nướng và cua rang muối thôi ạ. Những món đó là đích thực nhà quê rồi. Chị cho tôi thêm một nước lọ nữa nhá. Dạ, bây giờ người ta không dùng nước lọ nữa, chỉ dùng lo và chai thôi. Thế mà ngoài kia lại ghi là cơm niêu nước lọ. Thế cho nó mộc mạc gần gũi ạ. Hay là bác dùng một ly bia cho nó lạnh, rồi dùng một ly rượu cho nó lại ấm người ạ. Được, nhưng mà nhớ lấy cái món rẻ rẻ một tí nhá. Dạ, toàn đồ rẻ ạ. Úi, chà chà, em Trần Phong Kiệt lại bước ra. Được, nam vô tiểu như kỳ vô phong, muốn làm được việc là phải có tí hiệu này vào thì mới làm được. Ấy giời, rượu dạ, ngon. Mời anh bác ẩm tiểu ạ. Ngon thì phải là một chén. Dạ, mời bác ẩm thực ạ. Cua to, gà cũng to. Úi giời tuyệt quá. Bác uống bia chị ơi. Nhá. Ui, chị ơi. Dạ, sao thế lúc bác? Nãy là tôi gọi cua rang muối cơ mà. Tại sao chị mang con cua to thế này ra? Dạ. Tí nữa tôi lấy tiền đâu ra tôi trả hả chị? Đây là cua rang muối đấy ạ. Dạ. To hay nhỏ thì giá tiền đều như nhau ạ. Như nhau à? Vâng. Mà tuổi của bác đi ăn cái loại to thế này để tăng cường canxi ạ. Hôm nay gặp nhau ở đây. Ok bác. Tôi lại phấn khởi về cách phục vụ của hai người đẹp tuyệt vời. Mà tâm hồn của tôi lại thăng hoa phát tiết. Cho nên là tôi muốn hát một bài có được không nhỉ? Bác hát bài gì ạ? Thế bây giờ là tôi chơi bài dân ca và nhạc cổ cải. Anh muốn chơi hát là bài nhập tiểu thì nó mới ngọt giọng. Mà bài này là bài tình cảm, da diết, ướt át. Một bài rất tuyệt vời. Nghe nhạc là đã thi sướng. Chúc sinh chúc mọc bờ ao, em sinh em giết thuốc lào, em càng sinh kia rằng kỳ là mà cây chúc sinh. Tang tình là cây trúc đẹp mà em đã đẹp, em lại càng xinh vì em xinh. Tang tình là vì em đẹp, uống bao nhiêu rồi say vẫn say chưa say, uống bao nhiêu rồi phê vẫn phê chưa phê, vẫn phê mà chưa phê. Còn duyên kén cá chọn cành, viết duyên ốc được cuộc cảnh cũng vờ. Còn duyên kén những trai tờ, hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng, cũng vơ làm chồng. Oh yeah. Ngôi rằng là ngôi tuổi rồi. Ngồi
vừa rồi có cái ghế ở đây, có cái ghế ở đây cơ mà. Đứa nào rút cái ghế ra đây? Ghế của bác đây ạ, ghế của bác đây ạ. Anh ngồi đi. Ôi giời. Bác bình tĩnh, thở đều đều không xuyễn. Ôi giời. Chưa bao giờ trong trần đời tôi lại có ngày vui như hôm nay. Đấy. Mà xuân sang, Tết đến, vui mừng. Quá mừng. À, vui vẻ thì đã vui rồi, vui. Mà đã gắp rót rồi, già rồi thì không ăn được bao nhiêu, đúng không? Chính. Mà đã phấn khởi phần người rồi. Phấn nhiều không thì, bác? Thì chị toan tính của tôi cái, vâng. Xem là hết bao nhiêu tiền để tôi gửi, tôi còn đi về nha. À, toan tính là gì hả bác? À, có nghĩa là bây giờ chị tính toán xem, dạ. Tổng cái chỗ này là hết bao nhiêu tiền để tôi gửi, tôi còn đi về nha. Vâng, vâng, xong ngay. Mà nói thật nhé, bác nói đi nó ạ. Nó mà biết tôi đi như thế này là nó không bằng lòng đâu. Nhưng ạ? Mà cả cuộc đời công hiến cho con cái cả rồi, ơi, đến bây giờ mình già là phải được dành cho mình, là anh phải ơi. Được hưởng thụ đúng không? Đấy. À, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Tổng cộng của anh hết 255.000 ạ. Úi giời ơi. Cứ bình tĩnh lại nha. Chị ơi. Chị ơi. Có em hình đây. Hình như vừa rồi chị đọc thừa một số 0 hay sao ấy nhỉ? Đâu ạ? 255.000 bác ạ. À. À. Bác đeo kính và nhìn cho rõ bác ạ. Tôi đã ăn hết bao nhiêu đâu mà sao lại đắt tiền thế hả? Kìa anh thử xem kỹ đi. Đây này. Xem là xem thế nào? Tôi làm gì có tiền để mà trả hết chỗ này. Nhưng bây giờ bác phải thanh toán cho chúng cháu ạ. Thanh toán bao nhiêu? Tổng cộng của bác là hết 255.000 ạ. Đã bảo là tôi... Ui giời ơi. Ui ôi. Con chị thế này. Thế nào bố ra? Không trả tiền hả? Ui đây em phải gửi hết. Ông bác sao định quyết định hả? Thành thùng ra quyết định sách em sẽ gửi hết. Đây đâu có con đá. Đừng có hành động và đứt luôn. Ui đây. Ui ôi. Đây. Ui giời. Ui giời. Thì cái việc cụ... ông cụ nhà mình đấy, anh nghĩ là có việc gì với dòng tộc nhà mình thì ông cụ mới lên cấp như thế. Mà anh định bầu cho cụ mấy trai, em thấy thế nào? Như thế có mỏng quá không anh? Mỏng quá? Ừ. Hay là anh cứ bầu cho cụ thêm mấy nhát nữa đi. Mấy nhát là tùy em, ừ. Nhưng phải nhanh gọn nhá. Ừ. Chắc cụ chỉ 5 nhát là xong ngay ý mà. Tự em quyết định đi. Anh đi ngủ đây, mệt quá rồi. Ừ. Anh đi ngủ đi. Bây giờ là phải hát bài về quê. Không có nó biết là nó khử mình luôn. Nó diệt mình luôn trong đêm nay. Thôi về luôn. Về luôn. Khỏi phải bàn. Xin chào. Bé Bông và ông nội vẫn chưa dậy anh ạ. Thế à? Chắc ông cụ đi xe mệt quá đấy. Chứ ở quê à, cô lục đục từ 5 giờ sáng cơ. Em cứ phải lấy gọi ông cụ dậy đi. Chứ không muộn rồi. Ừ, để em lên mời cụ luôn. Này Bông, dậy mẹ hỏi, ông nội đâu? Tôi không biết. Anh ơi, anh, thầy Biến đi đâu rồi ý? Hả? Biến đâu thế nào? Em không biết, em vào thì đã không thấy thầy đâu cả. Ơ, thế mới sáng sớm mà thầy đi đâu được nhỉ? Con biết ông nội đi đâu không? Tôi không biết. Thế Bông không biết ông nội đi đâu à? Tôi hỏi thật cô nhé, cô có làm gì cho ông cụ phật ý không? Cô có nói quá gì với ông cụ không? Anh bị làm sao thế? Từ tối hôm qua tới giờ hai vợ chồng bàn chuyện với nhau xong rồi em đi ngủ cùng anh luôn. Em có gặp thầy giây phút nào đâu mà phật lòng với cả phật dạ. Thế nhỉ? Cứ như là để viết có một phim. Anh làm bậm gì đấy? Không có gì. Hai mẹ con dọn ăn sáng đi. Chắc anh phải đi tìm thầy thôi. Có khi thầy về quê đấy. Vâng, có lẽ thế. Này, thế có gì anh alo cho em nhá. Được rồi, có gì sẽ gọi điện cho em. Anh đi đây. Anh đi từ từ thôi nhá.
vui lòng cha. Lòng cha đau xót, con có hiểu không? Ôi con biết ngay mà, kiểu gì thấy cũng về quê. Thầy lên chưa được một đêm mà sao thầy về sớm thế? Mà thầy về cũng phải nói với vợ chồng con một tiếng chứ. Dở người à. Nói để tôi ăn mấy nhát. Nói để tôi ăn mấy chai à. Nhưng mà thầy làm chúng con lo quá. Tôi chả dám. Anh chị lo hay là mừng? Thầy nói thế có ý gì ạ? Đúng là anh chị sống ở thành phố lâu rồi có khác. Diễn sâu quá cơ. Kìa thầy, tôi hỏi thật anh nhá, đã lần nào tôi lên nhà anh chị mà tôi ăn dầm uống rể đấy chưa? Đã lần nào tôi ở quá một tuần chưa? Thế mà lần này tôi lên chưa ngồi nóng mông, chưa nằm ấm chăn. Vậy mà anh định xử tôi đó phỏng? Ôi thôi chết, có khi thầy say rồi. Anh đừng tưởng tôi say nhá. Tôi say mà giờ hay tôi vẫn nhớ rõ đấy. Anh nói câu gì, chị nói câu gì. Anh cứ bồi cho cụ thêm mấy nhát nữa đi. Mấy nhát là tùy em. Ừ. Nhưng phải nhanh gọn nhá. Ừ. Ôi hóa ra là thế. Thầy hiểu lầm vợ chồng chúng con rồi. Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Thầy lên đợt này đúng lúc bọn con trúng quả, nên là bọn con có ý định biếu thầy mấy chai mấy nhát, tức là mấy triệu, để thầy sắm tết cho chú đáo. Này, tôi không phải lên bòn mót để mà xin tiền hay không? Ấy thầy lại dỗi rồi. Bọn con có ý tốt, muốn báo hiếu thầy. Anh đừng băng tiền ra để mà đổi lấy chữ hiếu hay không? Tuổi tôi bây giờ thì còn ăn uống tiêu pha cái gì nữa. Tôi đâu cần con tiền. Xin thầy. Mấy những năm nay công việc bọn con bận rộn quá, không có dịp về thăm thầy được. Nhưng năm nay con hứa với thầy là cả hai vợ chồng chúng con đều về thăm thầy và ăn Tết cùng với thầy cả 3 ngày liền thầy ạ. Anh nói có thật không? Thật. Tết đến rồi, Tết đến rồi.